Bữa nay ngày 7 tháng 5 năm 2023, Chủ nhật, có duyên ngồi ở đây mới đi tập thể thao, đi bộ về. Cái ở đây có Trinh nói rằng nó tiếp đãi, từ từ chút trưa cũng có đông người lên. Biết bữa nay nấu món gì ta? Đừng cho ăn sau cái chè của ngày bữa tế lễ nữa nghe. Cảnh Thiên Long Sơn rất là bông hoa, rất là cực kỳ đẹp. Quá trời đẹp. Tổ đứng sừng sững giữa trời. Có tiếng chim hót. Này có anh này tên Phong hả? Phong. Thì nãy anh hỏi cái câu là anh đạo Cao Đài có câu thề gì nặng dữ gì? Có, khi nhập môn đạo phải tối thiểu đạo hữu là phải 10 ngày chay. Và nếu phản thầy phản đạo đó là thiên tru địa lục. Nặng. Chứ hồ lá không có những đó. Cha không bao giờ làm gì mà ghê lắm vậy? Phải tự nhiên chứ, tại vì mỗi một lần mình tái sanh đó là mình một đạo khác rồi, con hiểu không? Rồi, cái thần hồn nó vậy. Sau khi mà nghe thầy giảng cũng mấy chục cái clip đó, rồi mình thấy mình thấm như mình nghĩ là nó hợp lý, bởi vì thầy cũng kể là cũng cái trụ cây lớn mà cái đó cái nhánh nhỏ đó, rồi mình mới để cái này lên cái bàn thờ mình xin phép Chí Tôn, nên đó là thờ Chí Tôn. Hòa Phật trong đó nó có thờ cái thiên nhãn trước, rồi dưới cái khánh. Thiên nhãn hả? Cái thiên nhãn của mắt đó, mắt trái đó. Cha tự sao trùng hợp tên của mình cũng thiên nhãn. Rồi đông qua dưới có thời là Phật Thánh Tiên đó. Vậy ai là giáo chủ của Cao Đài? Hồi xưa chỉ biết Phạm Công Tắc là cái người mà trên điển xuống sao rồi ông thành lập đạo thôi, chứ nó không có phải là cái người mà ấy là coi như trên ở trên Chí Tôn ở trên vậy đó. Cái này là Thiên Tâm, Thiên là trời, Tâm là Phật, đạo trời pháp Phật. Chỉ có đạo Phật là một đạo từ bi, sẽ từ từ sẽ làm cho cái thế giới này hòa bình, không còn thánh chiến như là bên đạo Hồi giáo. Họ chỉ biết ông Mohammed cũng là con của ông trời xuống lập đạo. Tất cả các đạo là phải con của cha nha. Lập thìn mới được Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần và Hội đồng Chư Phật approve. Phải có ấn chứng của Thượng Đế mới lập đạo được. Không phải ai lỗi lạc thế gian là muốn lập đạo. Đó cái căn bản mình phải biết. Thứ hai là bên Cao Đài cũng chưa có giáo chủ phải không? Thì trong đó là mà thấy hơi tùm lum hết trơn à? Không, nó có cái khánh. Khánh à? Phật, Thánh Tiên rồi Khổng Tử, Lão Tử. Nhiều quá, lộn xộn. Nó không có loan truyền được thế giới. Thôi nhập vô thành đạo Thiên Tâm cho rồi trong tương lai. Để mà mình mới đi xin, mình mới đi thống nhất thế giới. Sau này có cái đạo Thiên Tâm cho khỏe. Đó không? Mình chỉ nói vậy thôi, còn họ thích sao họ thích. Nhưng mà cái câu thời đó nặng là không đúng. Theo mình là con của cha mình biết là thời đó nặng, mình phải để cho tự nhiên. Đạo Thiên Tâm của mình đó là tất cả những đứa con họ Thiên hôm nay nhận kiệt làm sư phụ, rồi đi đọc kinh của Thiên Tâm, rồi về núi lại cha lại mẹ, đều là tự nhiên. Rồi không có cái gì gọi là bắt buộc ai hết, còn cái đó là không đúng. Rồi ở này Cao Đồ là bên Hòa Hảo hả? Hòa Hảo có câu gì thời về nặng nữa không? Nói luôn. Một đời một đạo vậy đó. Không, cái đó là Đức Thầy biết ngày gắn xa lâu, cho nên Ngài mới nói câu đó để mà nhắc nhở tín đồ rằng. Cái này là ông này là Hòa Hảo, ông này là Cao Đài ha. Rồi nói đi, nói tiếp. Đức Thầy dặn cái gì? Thầy mới nhắc nhở trước khi Thầy vắng mặt. Chứ không phải là Thầy cấm cái đó. Rồi bữa nay cái đeo giáo Thiên Tâm này có bị Hòa Hảo tẩy chay nói là phản này không? Dạ không. Gì Đà Phật. Thấy chưa, thế gian nhiều chuyện buồn cười. Thứ nhất là Đức Thầy cũng đã lập ra Bổ Sân Kỳ Hương, đạo Tứ Ân. Rồi sau đó cũng Đức Thầy cũng lập ra Cao Đài, là cũng 2-3 đạo rồi. Thấy không? Hôm nay Đức Thầy dạy cho chúng ta cái dấu Thiên Tâm này cũng là tuân lệnh của cha, để mà cơ trời đi đúng như kinh điển đã nói. thì không có gì gọi là một đời một đạo hay phản thầy gì hết. Chúng ta đừng có chấp. Chúng ta nên biết ở thời Thượng Quân chỉ có một đạo thôi, thì nó thế giới mới mang đến hòa bình. Hôm nay chỉ vì đạo mà thánh chiến, rồi IS ôm bom tự sát, gây bao nhiêu tan tóc cho thế giới này. Hôm nay cái nhóm Hồi giáo, rồi Putin thì hung dữ như vậy. Đạo Thiên Tâm ra đời là đạo của cha, và con của Ngài xuống để lập đạo, mang sắc phàm, làm cái lịch sử cho nhân loại. Nó cũng giống Chúa Giêsu thời xưa, cũng giống như ông Mohammed thời xưa, cũng giống như Đức Phật Thích Ca thời xưa. Phải học Phật để chúng ta không có còn sân si. Còn bên nào cũng nói đạo tôi là cao nhất, bên nào cũng giành ông trời thôi, mà nó giành cái Jerusalem á, mà nó giết nhau bữa giờ gần mấy trăm năm rồi, không ngừng chiến tranh, quá đáng. Mai mốt sẽ không còn chiến tranh nữa, sẽ không còn một năm mà đổ ra hàng nghìn tỷ, lấy một phần trăm của số tiền mà làm vũ khí để mà chống chọi lẫn nhau, để mà tiêu diệt lẫn nhau, để mà phá hoại cái hành tinh này á. Mình lấy tiền đó mình là nuôi hết cả trái đất này, ai cũng giàu có hết. Cái xã hội là không có ai nghèo hết. Không có gì gọi là phản đạo, phản thầy hết. Thiên Tâm là sẽ thống nhất tất cả các đạo, thì đã nói từ ngày đầu. Hôm nay cũng sẽ nói tiếp tục như vậy. Đó là ở trên nói vậy, Đức Thầy nói vậy luôn. Sau này tất cả đều là nhập vô đạo Thiên Tâm hết. Cao Đài, Hòa Hảo và tất cả các loại đạo khác trên thế giới đều là Thiên Tâm hết. Rồi thơ của Thầy xin phép Sư Phụ cho nó nói là sau này Thánh Chúa sẽ nuôi cả thế giới luôn. Sao nuôi nổi? Nuôi, tại vì lúc đó nó còn cái 18, 19 tướng à, nước à. Kinh điển nói về lý à, mặt vô vi. Thì có cái lý à. Có cái lơ đúng là về mặt là lý, còn cái đúng là mặt sự. Mình đừng có hiểu cái đó hết. Hiện bây giờ cái núi cấm nó cũng có cung vàng điện ngọc đó. Có sẵn rồi. Có sẵn cái đó, Đức Thầy đang khóa cửa lại. Nhưng mà cho về phần vô vi. Còn về mặt đời thì mình chỉ thấy cái núi như vậy thôi à. Cho nên có cái nó trúng về lý, có cái nó trúng về sự nghe. Kinh sấm mỗi người nào diễn ra và dịch ra mỗi kiểu của họ. Không phải là tôi đây thông minh học giỏi cái tôi dịch theo kiểu tôi là trúng. Này chính lời của Thầy nói. Nhưng mà Thầy nói cũng là sấm cỡ. Nhưng mà sấm cơ nói là hôm nay đến thời tận thế, nước Việt sẽ có cái gì đó, những chuyện xảy ra. Ngày xưa Minh Dương còn nhỏ mười mấy tuổi phải đi vượt biên gì đó, thời Thượng Quân đâu đều có hết. Nhưng mà nó về mặt lý thôi, lý sự gì đó, cộng lại. Chỉ có một cái là bây giờ đừng có chấp nữa. Đến lúc này càng chấp là càng đỏ, là càng bị mất cơ hội. Buông hết, không còn chấp nữa. Thật là thật, giả là giả. Không có ai có thể mà giả Minh Dương được. Minh Dương không có thể là giả được. Thiên tử không có thể giả được. Nên nhớ một điều, vì hôm nay lộ cơ là coi như 8-90% rồi, cái gì cũng trúng hết rồi. Cái cuối cùng là nước Việt sẽ đi đến một cái sự thay đổi. Phật Thánh Tiên sẽ xuất hiện để độ đời và sẽ điều hành quốc gia, để mà đưa nước Việt thành cường quốc. Đưa 6 triệu chất xám đi về IP không á. Thầy có nói thưa Sư Phụ, khi nào Thánh Chúa xuất hiện thì dân cho phụ sinh cũ hai từ con nãy là đi bộ là về tới đây đói tự nhiên á. Thôi phụ sinh cái gì cho cái đó đi, đừng có ốp phờ hơn một củ khoai từ thôi, đừng có xách nguyên dĩa tới đây mà lên màn hình. Nhiều lúc mấy con tốt với Thù quá, Thù thấy cũng không có vui á. Ở ngoài kia ở Việt Nam, người ta nói mấy đứa đệ tử này nó spoil quá, làm thiên tử cũng xuống trần làm hình phải hòa động nhau. Chúng ta là anh em trên trời, xuống đây sư phụ là người truyền tin, đừng có chiều quá sư phụ hư. Lúc đó đủ hoài bị cháy khét. Tại đói quá ăn chút coi sức mới suy nghĩ mới nói chuyện phải không? Điển chứ cởi sát phàm. Cái chai nước lên tờ giấy cái bộ để thôi bay. Đừng có lo quá, nó vô mãi. Bớt nói. Đấy, đi bộ cũng cỡ mai hả ta. Xuống hết mấy calorie. Xuống trần mang sát phàm, ai cũng đói bụng 2-3 tiếng là đói. Ai cũng như ai. Tất cả chúng ta chỉ khác nhau là cái thần hồn và cái sự tu tập của nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta chỉ có khác nhau là người có nghiệp nhiều, người có nghiệp ít, người có đức nhiều, người có đức ít. Nhưng mà rồi người lên nữa đó thì chúng ta khác nhau. Cái quan trọng nhất mà cái này nói thì sau này khoa học nó có những cái máy nó sẽ đo cái hào quang của chúng ta. Đứa nào tốt, xấu, giỏi, dở là cái hào quang nó sáng. Còn đứa nào mà tâm sân si thì hào quang nó đỏ rực, lúc nào cũng muốn sực người ta. Còn mấy ông thầy sau này mà có cái máy đó mà ra đời rồi, mấy ông đâu còn gạt ta nữa. Đi ngang thử cái máy tôi coi hào quang ông sáng là tối. Ông tối thì ông là tà rồi. Tu là phải hào quang sáng đúng không? Còn Phật tử có cái máy đó sắp sửa có. Nhưng mà cái máy là cái mắt này nè. Mấy gì ta có mắt ta nhìn. Chỉ có Phật tử cờ gù cờ gật không có mắt nhìn, cho nên nó tưởng ông nào ông nấy là Phật sống không. Chứ có 7 dòng hào quang, mấy ông thầy có 1 dòng mà nhiều lúc nhìn mấy ông mới quải lắm, xám bịch hoặc là tối thui. Ông chỉ có cái miệng lanh hơn sư phụ thôi. Phụ cái miệng là học dốt mà học ở lớp 4 mình nói chuyện kiểu này được á, là cái phước của người Việt rồi á. Đòi hỏi gì nữa. Qua Mỹ đó là việc cộng sản vô đi xuống ruộng làm ruộng tối ngày ở ngoài đồng đen như là miên, tối ngày cứ đi cày với mấy cái bờ líp thì trồng mía, còn ở dưới thì đi làm cái ruộng gặt đồ. Thụ giỏi lắm, cấy lúa thì không biết cấy, 10 tuổi làm muốn chết. Rồi những cái mùa hè đó mấy cái bờ liếp của mình á là Hụ nhớ ha, trồng lúa mà trồng trên bờ liếp, đục xuống một cái lỗ, cái gãi mấy hột lúa tự tự nó mọc lên mà mọc trên khô. Cái đó mà cứ bụp lỗ vậy nè, cái nó xuống cái lỗ vậy đó. Lúa trồng trên bờ liếp được, chứ không phải là trồng dưới nước. Nó có loại lúa đó. Nhỏ gì cũng làm. Lăn lộn ngoài đời á, cực khổ. Sau này cái mình mới biết mình con cũng trời. Cái mình nhìn lại mình thấy con chim chỉ mà nó thành tỷ phú thế giới ta. Đấy là con chim thôi, trên trời trả lại gì á, vậy mà xuống trận làm tỷ phú. Còn mình á, tiền kiếp của mình là nào là Châu Văn Dương, Tần Thí Hoàng toàn là giàu không. Mà sao kiếp này bèo, cái ngồi buồn. Cái có một lần lên nói chuyện với cha, với mấy vị trên, hiện về mới nói con phải đóng cái gian vậy để con mới biết, để con thương chúng sanh. Và đồng thời cái đồng tiền của con á, là mấy vị ghi nhận là đồng tiền cực khổ mới tạo được cái núi này mấy chục triệu. Chứ mà cho con mà tiền như đó là tà, cuốn theo tà lại phải không? Cẳng Cao, Kiều ở gì Ngọc Trinh rồi đại khái một đống, nó kéo con mình sao? Sao con làm được việc? Mình nghe cha giảng vậy rồi cái trên cái mấy vị còn nói tiền của thế gian nó cũng giống như là cái con chip trong sòng bài, giống như con thẻ vậy đó, thảy qua thảy về con, thảy qua thảy về thôi. Rồi sau đó ra đi rồi đâu có ai mang theo được gì đâu. Trên giảng cho mình bài vậy từ đó thì ngộ ra luôn, không ham xin tiền nữa. Rồi cái mới nói ok rồi cha mẹ cho con nhiều á thì con đổ xi măng nhiều, con làm nhiều. Cho nên sư phụ có cái biệt danh là tỷ phú không tiền, hoàng đế mà không có ngai. Vậy mấy vị nói ngài là tỷ phú không tiền, hoàng đế không có ngai, lưu vong. Đắng à. Thế gian này là vậy á. Mình làm cái gì nó mới quan trọng. Mỹ nó cầu hồi đó sư phụ để lên một cái mộ bia của ông anh ở ngoài Ốc Hiêu á, để everything we do in life the debt will pay back. Nghĩa là khi mà mình làm gì mọi chuyện trong cái xã hội này á, dịch cái tiếng Việt đại khái là khi cái chết, khi mình chết đi á, sẽ trả lại cho mình hết. Everything we do good in life the debt will pay it back. Con nhớ câu đó. Everything we do good in life, the debt will pay back. Cái chết sẽ trả lại tất cả những cái công sức chúng ta làm cho mọi người. Giống như sư phụ có ông đệ tử tên là làm maintenance trong chùa, ông mới chết năm ngoái. Mà nhờ ông theo sư phụ gần mấy chục năm ông làm maintenance á, cả những cái công việc mà lặt vặt ở đây á, sư phụ cũng hay nhờ ông lên làm. Mà ông không có biết cầm cây nhang hay biết về Phật gì chứ, nhưng Hù rất là thương ổng. Thì bây giờ mỗi lần mà đi vô hãng hay lên núi nhìn thấy cái gì mà ổng làm á, mình cũng nhớ tới ổng. Cũng giống như hồi xưa Hù mua mấy cái bàn mấy con ngồi nè, ổng là người lên gáp lên dặn ốc á, đúng không? Thì nó còn lại rồi, bây giờ sư Hù thương. Mỗi lần nhìn thấy cái gì mà ổng để lại mình nhớ ổng. Mà lúc ổng sống mình đâu có nhớ như vậy đâu, nghĩa là công việc tôi sai ông phải làm thôi à, hiểu không? Giống như ông học bây giờ lên mà mấy ông chết rồi mình nhớ ông chết luôn á, ông làm nhiều thứ kiểu như vậy á. Thì mình là người có tình cảm mà. Ngày ông chết tức cười lắm, ông ban tới cái ông nói tôi xin lỗi, hồi tôi theo anh mấy chục năm mà tôi không có biết anh là thiên tử. Ổng cũng dạng giống như mấy cái người kia vậy á, mấy người thân của sư phụ á, chết rồi mới biết sư phụ là ai. Cái nó không sao. Sư phụ mới offer cho ổng, bây giờ tôi đặt cho ông tên là Thiên Minh Nhất Nghe, ông đi về trời nha, tôi có cái lực đó tôi đưa người về trời được, anh không có cần phải đầu thai làm người nữa, về trời anh sướng hơn. Ổng khoái, đó là bonus cho ổng cả đời theo sư phụ vậy á. Xong bữa đó mấy vị nè, mấy vị hộ pháp đưa ông đi, ông phải có cái tên Thiên ông mới đi được, không có họ Thiên không có đi được. Rồi bữa đó phụ đưa ông đi, cái ông còn dặn dò mấy đứa con ổng với gia đình ổng á, ông nói ồ cái khóc phàm á, nó muốn làm gì nó làm, muốn thiêu hay muốn chôn người tày nó, ổng không có khe nữa. Thì anh Nhất á, giống như bữa bà chị dâu á, bà Trang á, bà mới chưa chết cái đây mấy tháng á, 2-3 tháng bị ung thư ruột, nhớ không? Cũng như vậy, đi lên trên núi mà không có biết mà sư phụ là ai, đến lúc chết rồi mới quản hồn rồi mới xin lỗi. Nhưng mà sư phụ cũng từ bi, cũng xin được đi về. Ngàn năm một thở mới có cơ hội. Giống như mốc cao đồ chết là cũng xin hỏi sư phụ đưa tôi về trời đi. Giống như chị Lan mình nè, dĩ nhiên là bả sẽ là họ Thiên rồi phải không? Thiên Lan phải không? Còn ông chồng với thằng con mới vừa chơi goodbye, mình lái xe về LA chưa phải không? Nhưng mà muốn gần sư phụ, mà muốn họ Thiên, mà muốn làm đệ tử đâu phải dễ, phải lên đây phải đốt nhang. Tự nhiên với LA cái chạy lên cái gọi lẫm như sư phụ là chủ nhà phải tiếp khách chứ không có vụ đó. Phải thật tâm đúng không? Rồi từ tao mới nhận mấy, chứ là mình có thương chồng thương con mình mà mình được đi về trời rồi bỏ hai người này ở đây tội nghiệp. Bởi vì cũng còn vô mình muốn thả lên đây mà nhập vô hội thiên này á, là phải chằn chày da chóc dãy, phải đốt nhang, phải ngửi khói nhang, rồi phải lên đấy gật gật ở đầu á, cũng mỏi cổ á. Mấy cái tượng nè, mẹ cha rồi nè, từ từ chứ hụt mới cảm động mới nhận, chứ tự nhiên ở đâu đột xuất cái kêu mình nhận, không có chuyện đó. Đi về trời đó phải giống như là đi du lịch đâu, cho tôi cái vé đi du lịch thì dễ, ok. Cười không có khó tánh, nhưng mà mình muốn đâu phải làm gì á, phải bằng tự nguyện, con hiểu không? Hiểu ý chưa? Ví dụ mấy con mà có người thân mà muốn nhập hội thiên mà để được dùng cái núi này, dùng những gì mà mấy con cần hiểu được á, cảm nhận được á, thì phải kêu người ta Phật ngoài đó, ok, mấy ông thần ngoài đó, ok, ông là HO phải không? Ông không tin Phật nhưng mà ông tin ông trận đạo đúng không? Ít nhất cứ đốt nhang đi, rồi tự nhiên mấy cái vị sẽ nói với người này là ok, chứ không phải là đột sức tới một cái rồi cho nhận thứ làm để tử đi, vẽ lên chán tôi đi. Không có vụ đó à con. Hữu tao phải người thường đâu, tao có cảm nhận mà. Mấy đệ tử này lên núi biết bao nhiêu là đệ tử ngồi, đứa nào mà đệ tử Hộ gọi lên núi chừng 3 đến 6 tháng thôi, mặt mày sáng trưng, gia đình hạnh phúc. Còn mà chạy lăn xăng dưới đường đời á, thôi không bạn bè nó gọi rủ nhậu á, thì tiệm nail hay cơ sở thương mại cũng ế. Ở dưới xã hội, ở dưới mình sống chung với ma quỷ nhiều hơn sống với Phật Thánh Tiên. Gặp người tốt đã khó rồi, gặp Bồ Tát thì đâu phải dễ, khó lắm. Bồ Tát sống càng khó gặp nữa. Nó khó dễ không dễ. Của nhiệm vụ của cha dẫn một đống 96 dạng ức linh căn của cha đi về trời. Lùa nhiều chừng nào á thì sư phụ có bonus nhiều chừng đó, được cha khen chừng đó. Giống như bữa cha đứng đây là từng rồi, cha khen cho ở đám đệ tử của con ngoan á, đứa nào cũng tốt, thôi cho tụi nó ra ngoài đó đi để đốt nhang. Mình đây là mình trực tiếp liên lạc thẳng với bề trên. Bữa mấy chư Phật đứng đầy, mấy vị Bồ Tát, có cái ông gì của anh nữa đó, ông bên Cao Đài đó, Phạm Công Tắc, ông chỉ là tướng của trời thôi, ông đứng ở dưới, ông đâu có được đứng ở trên. Ở trên là Đức Thầy nè, Hòa Thượng Thái Công nè, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, mấy vị Phật ở trên này. Còn mấy ông là đứng dưới, hàng thấp. Rồi mấy ông công giáo mà có cánh đứng túc ngoài kia, cha đứng trên này, rồi ở ngoài thuốc ngoài đó đó mà mình cúng đồ mặn á, thì là mấy vị thần, ngày Nguyễn Công Chợp, nhiều vị thần lắm, mình không kể suýt. Ngày Quang Trung rồi ngày Trần, mấy vị mà Việt Nam á, rồi ông Sơn Tinh, Thủy Tinh, rồi đứng đầy ngoài đó. Rồi mấy ông nhí nhí á, mình gọi là mấy ông nhí nhí, nhưng mà ở mặt đời mấy ông là tối ngày cứ được người ta lại khấn hoài á, là 5 ông đùng á. Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Hoa Nam đó là đứng ngoài, mấy ông là nhỏ, mấy ông bên kia là nhỏ nhí. Rồi ông Trần Đại Quang rồi cũng có, theo ông Mai Hắc Đế rồi đầy luôn. Nhưng mà ông Trần Đại Quang bây giờ chỉ là tà lọt thôi, là sách võ rồi cho mấy ông vua chúa mà của Việt Nam ở ngoài Bắc á, cũng có qua đây đầy đủ hết. Rồi bác giáp rồi chỉ là lính cắt ké thôi. Diệm rồi nữa, được qua Hồng Thiên Sông Núi, Thiệu nữa, Kỳ nữa. Mấy ông đó qua bên kia là nhỏ xíu à, không có lại gì hết, một cái dông thôi. Cả ông Bảo Đại nữa. Chứ phụ ở mặt đời thì vậy, người ta coi không ra gì, nhưng mà bên kia đó mới khác à. Bởi vì nhiều thằng, mấy thằng mà cộng sản nằm vùng dưới núi mình á, nó ăn hiếp núi mình nè. Lên đây mày mà muốn mở cửa núi á, mày hỏi tao. Có con thằng mà chú bộ không dám nói tên. Nó là người quốc gia nhưng mà nó thờ ma cộng sản phải không? Nó cứ nghĩ mình tụ tập đây là nói xấu Bác Hồ. Mình nói thiệt, bên cõi vô vi không ai hiểu. Bác Hồ mấy vị nói à, Bác Hồ mà cái gì nó gọi là đặt ở trong cái đó gọi là cái lăng, nhưng mà kêu là cái gì, lộng kiến hả? Lồng kiến hả? Nó như luyện cống đi. Tại vì nó hợp lên hợp xuống. Trong cái vision của những vị thần thánh Bồ Tát đó, đó là một cái cực hình điều tra. Lúc ngóp cái đầu lên, lặn xuống, nhúng đầu lên, nhúng đầu xuống, chết mà không được yên. Con có hiểu không? Nên đi thiêu quả tán, mấy vị nói. Mà không thiêu quả tán, con dân nước Việt lúc nào cũng nghèo khổ. Tại vì Trung Cộng nó trấn ém. Thiệt á, Trung Cộng nó trấn ém cái lăng Ba Đình. Cứ hợp lên hợp xuống. Đó là cực hình. Người ta chết, thường ông bà mình để lại bao nhiêu cái văn hóa hàng mấy nghìn năm lại gì? Sống mồ yên mãi đẹp. Mồ yên, mồ yên có nghe là im. Còn này hợp lên hợp xuống mỗi ngày, con nghĩ là làm sao? Rồi ở ngoài kia cái 100 triệu dân á, là cứ thờ các Mác Lênin ở trên, để hình Bác Hồ ở dưới, toàn là ngoại lai không à. Không có thờ Phật, thờ tổ tiên ông bà, không có thờ anh hùng dân tộc mình hết. Ngày Trần Đạo là vua nước mình, mà mỗi gia đình có thờ không? Đúng là phạm thượng vô minh. Chú Bộ thấy như vậy á, chú Bộ là người tâm linh, chú Bộ thấy như vậy. Mấy vị thiệt là lắc đầu tức cười, chúng sanh nó vô minh cực kỳ. Rồi vua Hùng Vương mình bữa hổm cũng có về. Đứng ở đây vẫn vua Hùng Vương á, có về núi mình. Chỉ có núi mình á, là làm được những cái đại lễ đó duy nhất trên cái địa cầu này. Ngoài ra tất cả các quốc gia, tất cả các tôn giáo, tất cả những vị lỗi lạc về tâm linh của thế giới luôn á, cũng không ai có khả năng làm cái này. Chỉ có mình ở đây thôi. Những đứa mà con của Hội Thiên mà hôm đó mấy trăm đứa mà dự lễ là có đại phước. Mấy vị blessing hết. Nội mà con đi gây quỹ một cái campaign mà gặp một ông mà nói trong ông quốc hội đi, thí dụ như ông Kevin McCarthy, đã là tốn biết nhiêu tiền rồi, không phải là dễ. Mà ông đó lại gì đâu. Gặp mình ở đây á, bữa đứa nào nguyên á, Thiên Nguyên mua bắp luộc. Vậy mà mấy vị ăn bắp của mấy chư Phật, ăn bắp của nhà nó luộc. Con thấy có phước không? Nó y như mình cúng dường cha tăng đó mà mặt đời á. Con muốn giảm nghiệp cho Cửu Quyền là cúng dường cho tăng. Cái này con cúng dường cho Phật, cho cha luôn á. Đại phước. Mới dự cái buổi lễ của từng rồi của mình. Đâu phải là chuyện vừa đâu. Còn mấy ông hồn thiên trong núi á, mấy ông buồn. Mấy ông nói ngày ra thăm tụi tôi. Cái sư phụ mới ra ngoài, mới đi vòng vòng ngoài đó, góp rượu cho mấy ổng đốt nhang ngoài đó. Tại mấy ổng là lúc đó cha dự buổi lễ rồi cho về, nhưng mà mấy ổng cũng còn ở đây. Mấy ổng thích. Một cơ hội mà sư phụ mời được hết tất cả các chư vị trên bầu trời, thêm hết mấy chư vị thần ở dưới đất. Đó là một cái cuộc gọi là meeting còn hơn là hội họp thượng đỉnh nữa đó, không biết không? Hội họp Liên Hiệp Quốc nữa đó. Các quốc gia mà họp Liên Hiệp Quốc đâu có bằng như thế này. Giống như hồi năm ngoái mình làm cái đó, là lúc đó sư phụ xin liền cho thằng Nga nó thua chậm đi cha ơi. Nó mà thắng là nó đánh luôn cái logo Âu Châu, là bà ven ra bà trúng. Bà nói Âu Châu không còn bóng người làm sao, phải cho bà chặt cái này mới đúng. Bà đâu có bằng con là tiên tri xịn hơn mà, phải không? Giỏi hơn phải không? Xin lỗi không phải Nga mà. Mình nói vui thôi. Không, cho bà chặt kỳ này, bà chỉ trúng 50% thôi, con trúng 90. Cho bà chặt. Y chang. Vừa qua mấy ông có cánh bay về bên Ukraine liền, người ta có chụp hình đó, con thấy. Mấy ông bay về. Mấy ông phà, đó mùa đang nóng. Ông chơi một cái là lạnh ngắt liền. Xe tăng mà lạnh sao nó ngồi trong đó nó bắn được. Xong luôn. Vậy là thua chặn. Thiệt mà, mình là làm liền, ở đây là mình làm mì ăn liền không à. Mình không có cần lâu lắm á, cha quyết định lẹ lắm. Nhờ vậy mà hôm nay á, bắt đầu Nga nó mới quải càng này. Putin bây giờ muốn đầu hàng mà không biết sao đầu hàng nữa, mặt mũi trốn đâu, đúng không? Rồi bắt đầu tới Biển Đông nè, con thấy nè, nó cũng y như Nga vậy, xa lầy. Rồi thêm cái vụ mà bệnh mà từ thú vật qua đó, 3-4 tuần trước mấy clip đó, mấy gì báo động cho hội lên mấy clip cũ hình như 220 mấy gì đó, có nói. Tôi nói cái vụ mà bệnh lây qua người đó, hôm nay ở An Giang mấy nghìn người bị từ khỉ lây qua phải không? Nó lan mạnh lắm á, chết người á. Mỹ này cũng sẽ có nữa đó, nên cẩn thận. Người mà vô minh á, mà không có coi mấy cái này, mà không có nghe sư phụ nói á, cũng đừng có cười lớn tiếng nghe quý vị. Cười nhẽm miệng thôi, đánh chi để chờ, đúng không? Mình chết tới nơi, có người thương mình lên đây lộ cơ nói mấy vị tu lỗi lạc hay những vị mà Bồ Tát mấy vị khác không có nói được, không có được gọi là approve để nói. Một mình sư phụ là được bề trên cho nói thì là có phước của người Việt, gán mà nghe, nghe không lọt tai cũng đừng có chửi, từ từ đi hả tính, đừng có dội chửi sớm, bố mẹ bố láo địt mẹ gì lắm á, khoan á, từ từ khoan á. Tới bây giờ nè, tại sư phụ nói chung cộng á, nó một trái hoa tiễn, nó cùng một thằng bấm nút mà nó một cái nữa nó bay vô Hà Nội, một cái nó bay vô Taipei là Đài Bắc, đâu có nhầm gì nó. Nó để hướng cái là mình xong rồi đó. Còn đấy mình lo cho họ, mình khấn cho họ, mình quan tâm tới họ từ bệnh tật, kinh tế, chiến tranh, rồi mình lo cho họ cả giấc ngủ nữa, rồi gán ngủ ngon, nghe kinh của cái điển thanh của thụ đọc á, là ma hay là Khmer hay là lão ban gì đó, cũng bớt đi nữa. Tại vì dầu sao á là đức trọng quỷ thần kinh mà, thì ngủ ngon, nghĩa là sư phụ lo hết từ E tới Z. Vậy mà tối ngày cứ chửi xuyên tạc hoài, nó thấy người Việt Nam mình vô minh không, cùng tiếng nói với mình á. Chỉ có may á, số phước mấy đứa con họ Thiên nó hiểu được, coi như cái phước của sư phụ. Mốt về trời á, hai vậy sư phụ được cha thưởng cái bông sen khổng lồ bự bằng cái núi, hai cái bông sen bằng cái cục đá. Nói con xuống trần con dở quá, con nói họ không chịu tin. Nếu mà họ tin có trời Phật kế bên á, trên đầu mình á, là năm 2018 mà ngồi trong cái góc là báo động, là lúc đó phải mạnh miệng, lúc đó còn mắc cỡ lắm, không có tự nhiên nói chuyện như mày. Thời nay là quen rồi, mặt dày rồi. Thời xưa mặt không có dày, ăn giàu khó chủ mà ai đi nói chuyện kỳ cục. Nói rồi bảo đảm luôn, trời ơi bà con dòng họ nhân viên mấy mẹ trơn, nó chửi mày rảnh quá mày điên rồi á, mày giàu quá mày điên. Thời xưa mày, tới ngày hôm nay bạn bè cũ học high school, học đại học, không đứa nào liên lạc luôn. Thì thời đó mình có nói, ai coi lại clip số 1, số 2 đi, ai mà mua đồ ăn á mà không xài mà đem lên thêm không, tôi trả tiền lại. Có ai mà điên mà dám cá trên mạng vậy không con? Vậy thôi mà cũng không tin. Y chang ở Mỹ Costco, đừng là chi thế giới. Vô đó dành Costco, tiệm Việt Nam không có bao gạo để bán nữa. Họ mua mấy container trên núi phát cho ngược lại. Nhưng mà mấy cái gạo á, mình mua hồi đó là cũng mai trong vòng 6 tháng, phải canh thời gian, chứ mà mua sớm quá nó cũng mục. Có nhiều người nghe sư phụ nói như vậy cái mua mà để trên 3 tháng là mục. Rồi cái người Việt Nam thì bây giờ á, giống như 100 triệu người á, ai ai cũng vậy, không phải chúng ta ngồi dưới bóng cây có hoa rồi relax rồi vui rồi nói chuyện chậm rãi. Họ giống như ngồi trên lò lửa vậy đó. Ra đường đó là lạng xe rồi hú ga rồi bóp còi. Tại vì ở một cái xã hội nó giống như một con cá, mà ở phía sau á, thì cái hồ thì chật hẹp, nóng nực, bữa nay lên trên 110 độ, tâm tánh họ rất là khó để mà mình uyển chuyển được. Cộng lấy cộng sư phụ không có biết nói giỏi như mấy ông thầy mà được huấn luyện phải không? Cộng là mình không có áo vàng nữa. Thế nên mình ở cái thế mình bất lợi nhiều lắm. Cái sư phụ mà có cái áo vàng tròn vô đây một cái thì thôi á, chơi cái tóc giống như thầy tử này. Thì họ nghe lời không? Cái quan trọng nhất là mình là lời thật, lời từ tâm, mà mình nói với cái tâm từ bi để mình lo cho mọi người, chứ mình không phải nói để mình kéo số lượng mà mình không cần cái đó, để mà bỏ vào cái thùng tiền cái một cái cuộc đi giảng pháp á, họ đếm á nghe, rồi sau kỳ này tôi giảng pháp ít quá, có 300-400 nghìn. Lúc trước tôi làm ăn khá, mỗi lần tôi đi giảng pháp cứu tôi được 1 triệu. Bữa nay có mấy khóa thiền á, Mã Lai hay là Thái Lan cái là Việt Nam bay qua cái là mấy triệu như chơi con, nhiều tiền quá. Còn này á, cái điện thoại iPhone này là iPhone 12, cục này có mấy chục bạc. Chỗ đơn giản, mình lên đây đâu tốn tiền gì đâu. Mỗi lần mà đi vòng vòng mấy tiểu bang á là từ lựa toàn là gốc cây với bờ suối hay là cỏ. Bữa hổm qua Houston chỗ Thiên Long Giang á, ngồi nói chuyện đã, quay nhìn qua cách không mấy feet bãi phân bò bự. À, ngồi gần bãi phân bò nói chuyện luôn đâu có sao, nhưng mà cũng may là cái máy phim nó không có quay ngay cái bãi phân bò mà mới nữa chứ mấy con bò mới. Thì mình nói chuyện vậy đó, nhưng mà bà con thích nghe vui thì được rồi, chứ mình đâu có được người ta 5-7 nghìn người rồi dành nhau chụp hình. Bữa hổm cùng ngay cái thời điểm ngay ngày đó luôn, ông ra Pháp Hòa mấy nghìn người dành chụp hình với ổng. Bồ Tát xuống trần á, thì cho ngồi gần bãi phân bò. Còn ma quỷ á, thì cả đống người á, đội đầu. Tôi thấy hiện đại nhiều cái tức cười chúng sanh nhiều lúc nó ngộ vậy đó. Mình không phải phân bì nha, mình nhiều lúc ngồi nói chuyện với mấy vị nó thế giới này nó vậy á, để cho sau này á mọi người á, học cái bài học. Vui. Nhớ mỗi lần Thiên Long Giang mà ngay gần cái miếu của Hoàng có Long làm á, ngay bãi không bỏ. Quý vị sẽ thấy trong những từng kế tiếp nó sẽ có những cái rất là bí mật về đảng, về thể chế, về những ông lớn người xưa giống như bác Hồ hay là ông này ông kia, nó sẽ lòi ra ánh sáng mà dân không có từng biết mấy chuyện này. Bây giờ từ từ mỗi ngày á, mấy vị thần á lật ra, nghĩa là dễ the đâu có che được mắt thánh đúng không? À, từ từ lật ra vậy đó, để lật ra hết một cái xã hội, một cái không có đúng của thời này, để cho khi mà Đức Thầy mà xuất hiện á, thời vàng kim xuất hiện á, thì chúng ta đó sẽ học những cái bài học này để mà không mãi mãi không có còn sai phạm nữa. Lịch sử nhân loại sẽ để lại một cái vết nhơ 100 năm. Có một cái tập thể vừa hèn vừa nhát. Không ấy nói, nhưng mà ở trên nói vậy đó, để cho chúng ta sẽ có một cái thời đại vàng kim trong tương lai, công bình bác ái. Cái thiện sẽ vĩnh viễn ở lại chúng ta, cái ác sẽ mãi mãi ra đi, cái bất công sẽ mãi mãi ra đi. Còn cái chuyện mà cái vụ cái đồng tiền mà của Úc á, sao mà đúng lúc, giống y như cái câu mà cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng vô, thường đọc trên mạng đó. Nó là vô tình hay là nó cố tình vậy sư phụ? Không có cơ trời điên vậy đó. Thì dù nói là cái lá cờ này hồi xưa ông 14 tuổi đâu có mặn mà gì cái chuyện chính trị cộng sản quốc gia đâu. Gần đây mấy vị bắt đầu mới kêu là con phải nói về cái lá cờ này để cho ta có định hướng, để khi mà quốc gia hữu sự là cần là lấy lòng World Bank, IMF, lấy lòng Liên Hợp Quốc, lấy lòng Mỹ ngay lập tức, tại nó có cái quá trình của nó rồi. Mấy ổng vẫn sợ cái lá cờ nó dưới vậy sư phụ. Là tự vì mình làm sai, có tịch rubric, không làm gì sai con mắc mới con sợ. Chẳng những làm đồng tiền của Úc nó ra. Bây giờ mình nói một Việt kiều Việt Nam mang tiền đó về Việt Nam đi vô tiệm vàng đổi phải đổi á. Tại tiền đó là tiền của nước Úc. Giờ nó bán tới 2.000 đô rồi, không có đổi ngang 2 đồng được đâu. Thì đổi ra để mà xài được. Thì nó sẽ thịnh hành cho nước Việt luôn được á. Rồi mai mốt cái mấy nước khác bắt đầu làm tiếp. Chứ Thu đã nói cái này cái đây mấy năm. Thì Thu có một lần lâu rồi nói cái thằng kia nó hỏi tuổi Việt Nam không có nghề gì mà làm khá hết. Anh Kiệt tài giỏi, Bi Chí Dũng có đầy đủ. Anh chỉ tôi một cái để tôi làm giàu. Mày có ghen không tao chỉ. Mày phải có cái dũng giống như tao đi, ghen đi tao chỉ. Tôi ghen mà. Hay quá ha, ok ghen. Tại trên điện thoại nó có nhiều cái số liên lạc 408 nè, 833 5399. Cái dù chỉ nó Mày cờ vàng bãi sọc đỏ chất đầy trong nhà tao. Tôi lãng hồn đó là Chí vậy? Tôi ở tù sao mà máy vô bắt tôi. Ủa tao hồi nãy mày nói mày ghen mà. Tại cái lá cờ này á, một ngày quốc gia phải có quốc kỳ. Giống như 30 tháng 4 vậy đó. Ai mà có cờ đỏ sao vàng người đó cũng giàu á. Nó bán cùng nước đúng không? Bây giờ lúc đó người ta càng cái cờ đó ta vui thôi. Bao nhiêu tiền ta cũng mua hết chứ. Nó phải dễ giàu không? Quá dễ luôn. Thôi tôi không dám làm. Vậy thì thôi đừng hỏi. Người ta chỉ thiệt chứ. Giống như cái thằng... Mình không nói tên thằng con chùm bê nó ngồi ngay cục đá đó đó. Cái năm 2016-17 cái tại ba nó có giàu mà. Con chùm bê đói dừa giàu. Chùm bê ở Việt Nam á. Ừ. Nghe nó lên đây trời nè. Cái dù chị nó mày á mày muốn giàu thêm phải không? Giàu rồi phải không? Nhưng muốn giàu thêm. Tại vốn của nó là nó tính tiền đô là tỷ mà. Chứ là hỏi như kiểu mình là vài trăm nghìn là mình ngon nữa, còn tuổi nó giàu ghê lắm. Mày muốn giàu hơn nữa là chỉ cho. Làm gì anh kia? Mày đi về mày mở một cái xưởng may khổng lồ. Máy gì? May khẩu trang. Khẩu trang. Khẩu trang bán đầy đường Việt Nam ở đó đâu có nhiêu tiền đâu mà mai. Ủa? Ở trên nói tao vậy tao nói mày vậy mày tin không tin chuyện của mày? Nó đâu về mà mua khẩu trang, nó đâu có làm theo đâu. Nó về nó mua hồ, nó là nuôi cá rồi nuôi tôm gì nó đại khái. Là mấy cái đó là lỗ dốt sập tiệm hết đây. Đùng cái Covid-19 xảy ra. Tức là lúc mà gặp sư phụ ngồi đây là 2 năm sau khi cô trước khi Covid đúng không? Cái núi mình mở cửa từ 2014 á. Quảng hồn. Con nghĩ nó mở khẩu trang mà lúc mà ở Mỹ thiếu khẩu trang người ta chết rụp rụp không? Con nghĩ một cái khẩu trang lúc đó mà nếu mà nó nghe lời thì phụ nó mở xưởng nó phải là tỷ phú. Thằng Trung Cộng á, cũng lợi dụng để xuất cản khẩu trang. Đừng có bao giờ bỏ qua lời của Kiệt nói và cũng đừng có cười những lời của Kiệt nói. Thấy nó kỳ kỳ nhưng mà nó thiệt. Đó là có thiệt chứ bộ nói này nó nghe mà bữa giờ nó tức. Giống như gần đây nhất, gần 6-7 tháng nay tôi thường nói là gì? Tiền Việt Nam thành tiền giấy, tiền Việt Nam thành tiền giấy. Trời nó chửi, tiền Việt Nam làm gì thành tiền giấy. Ủa trên nói vậy mình nói như vậy. Bây giờ con thấy mấy cái nhà băng gì tùm lum á, vô nó đưa cái là phiếu đi ra kia mua bon. Việt Nam lấy gì bảo chứng mà mua bon. Có phải là tiền của mình thành tiền giấy không? Còn vàng á là quốc tế phải giống giá vàng với nhau. Tự nhiên giá vàng Việt Nam á, nó gấp đôi của Mỹ. Có phải thành tiền giấy không? Cũng là mình trúng. Mình thương dân tộc mình. Dân tộc mình đúng ra phải thương sư phụ. phải trân trọng, chứ không có thể nào mà đạp cái đầu sư phụ tối ngày rồi chửi rồi xuyên tạc. Nghĩa là mình nói kiểu gì nó cũng chửi hết, mình nói trúng nó cũng chửi, mình nói chặt nó cũng chửi. Mà có một người Việt Nam mà con của Thiên Thượng mà đầu thai vô nước Việt, tại sao không đầu thai vô nước Mỹ này đi? Nước Mỹ này giàu mà, nó giàu, nó có 300 năm nay nó giàu thôi. Nước Việt Nam mình nó giàu về nhân đức, trong tương lai có cái đạo Thiên Tâm, một cái đạo ra đời trên thế giới là chuyện kinh hoàng, chuyện lớn của quả địa cầu. Nó là một cái ánh sáng để mà loan tỏa cái địa cầu, để mà sáng cái địa cầu này đen thui. Còn giàu vật chất như kiểu Mỹ là tạm thời thôi, một cái động đất, một cái biến cố lớn nó cũng nghèo lại, chỉ mới có 300 năm. Còn nước Việt mình á, chất xám đi lưu vong 6 triệu người, mười mấy năm sau sẽ thành 20 triệu, từ từ tăng lên. Ai ở đây cái căn bản tệ nhất, con có mấy con tệ nhất cũng có bằng đại học Bachelor's, đúng không? Không kỹ sư cũng là pharmacist, hay là cũng dentist, hay doctor, bác sĩ, rồi nha sĩ, đúng không? Đủ kiểu hết á. Thì đi qua đi về để mà, đó là cái vốn lý mà bề trên trao tặng cho chúng ta để mà gây dựng lại một nước Việt cường quốc. Thì lúc đó sắm cơm mới là chúng, Việt Nam mới là cường quốc. Còn bây giờ mình nói Việt Nam thành cường quốc chả ai tin hết. Mấy thằng truyền thông ở hải ngoại mà thuộc về phe mà chống cộng hay Phong hay Quy rồi cũng bạn chứ không, đâu tin đâu. Ồ, anh hay quá, anh Kiệt, anh mượn tâm linh nhiều người giờ tính anh. Chỉ mày bục nhà mày không lên tin tao thôi, chứ hồi xưa chính cái miệng mày nói tao còn mấy clip mày nói nè. Đài Loan á, với Tàu á, mấy chục năm sau nó còn chưa đánh, ai mà nghe đài nó đi. Đó. Còn hàng bố ôi xa phỏng nhất nó Trung Cộng chia 5/7. Đó là ý trên vậy rồi. Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập. Bây giờ chúng mình nói, tao nói gì nó không biết, nhưng mà tao là cái đầu xe lửa nha, ở sau cả nghìn to, tao đi trước, bảo đảm mấy tụi mày cứ quần quần mỗi ngày á. Ô, bữa nay máy bay của Trung Cộng bay vô không phận của Đài Loan, nó cứ hù nha hù lại. Bữa giờ 5 năm cứ nghe con thấy chán không? Rồi bữa nay cái đầu lâu có thằng nào trong quốc hội nói mấy câu, cái họ cũng đưa lên. Mấy cái tin tức nó tới nó lui hoài à. Cái cục diện chính đó, họ không có biết. Nghe riết đài tin tức con cũng thấy quải luôn á. Rồi người này hù người kia, bữa nay tấn công này, rồi Putin còn hăm dọa sẽ bấm bom nguyên tử, không có vụ đó. Ở trên nó một cái cuối cùng, Putin càng hung dữ càng xa lầy. Còn khi mà họ dùng bom nguyên tử là cái quốc gia đó sẽ bị tiêu diệt trước trên thế giới. Trên nói vậy đó. Nên UFO á bây giờ đầy bầu trời của mình luôn rồi. Mà về chuyện UFO á, cách đây 5-10 năm trước có ai dám nói về chuyện UFO? Chỉ có cái đài Thiên Đình này mới nói. Tại vì họ cũng liên lạc với bên cõi vô vi của mình á. Người thế gian của mình, những cái quốc gia giàu có như Mỹ lỗi lạc. Cuối cùng trong mắt sư phụ cũng giống như là tất cả đều là ếch ngồi đáy giếng. Mình ở đây Thiên Long Sơn sư phụ là thật, rất là thật, không có ảo, không thể nào ảo. Còn ngoài kia 8 tỷ người, cả nước Việt Nam, những cái người mà trong 5 loại mà khó độ á, nhất là cái loại mà sân trước sân sau á, là họ đang sống ảo. Họ nghĩ họ tiếp tục để mà mị dân, tiếp tục độc đảng, cái đó là chuyện rất là sai lầm. Họ phải thượng thiên cách đây 4 năm, khi mà sư phụ lên mạng nói chuyện là họ bắt đầu nghe lời đi. Thì hôm nay nước Việt á, sẽ được thay đổi một cách màu nhiệm. Không có đến nỗi mà hôm nay gần 110 độ, rồi thêm mấy cái bệnh An Giang nữa, cũng giống như bị hành căng vậy, lì quá thì trên cho nhiều cái chút chút vô, để cho mày yếu lên nữa không. Chứ giờ trong nhà giống như nhà con bị ăn cướp, 10 thằng ăn cướp nó vô nó dí súng thì phải bom hơi nhạc vô để cho mấy thằng cướp nó chạy ra, thì trong đó cũng có người của mình đúng không. Thì Việt Nam, nước Việt Nam hiện giờ vậy, họ mà càng mà cứng đầu càng ngoan cố, chừng nào nước Việt sẽ đi đến vào 4 bức tường đi ngõ cụt, rồi lúc đó khép kín lại, bí lối. Rồi lúc đó ai là người thiệt thòi? 100 triệu dân thiệt thòi trước. Họ cũng bị thiệt thòi á, tại vì gọi là loại vô nghị phải không? Đức Thầy có nói là dạng vô nghị á. Rồi bên đạo thì có đóng gốc dừa cho mấy ông đó ủi vô. Nhờ cái đài này ra đời mà làm cho nhiều người không có bị frustrate, không có bị depression trong mấy năm, và đồng thời Hộ dám bảo đảm từng lời nói, từng những việc làm của Sư Phụ đều là thật, từ tâm thật. Chỉ có người đời thấy có một chuyện hơi lạ thì họ không có tin, nhưng mà có số lượng đông quá, không phải là họ không tin là không có thiệt. Làm gì có con trời mang sắc phàm xuống để mà mang thân người mà mặc cái mặt kiểu này, đúng không? Họ phải nghĩ là con của ông trời giống như Chúa Giêsu phải tóc vàng phải không, phải sanh ở Do Thái họ mới chịu, còn sanh ở Việt Nam họ không có chịu. Còn cái lễ Easter là Chúa hồi xưa Chúa có nói ta sẽ sanh ra ở bên hướng đông, nhưng mà ta sẽ lưu vong bên hướng tây, là bên này nè, trong Kinh Thánh có nói. Họ tin lắm, họ không có giờ họ nghĩ ra. Mà nếu mà không có cái lạ thì đâu có gọi là tận thế. Bây giờ con coi hết những cái đài CNN hay đài Fox hay là đài những cái truyền thông lớn của Mỹ đi, rồi những cái truyền thông của Việt Nam đồ SBTN hay Trần Nhật Phong, Hoàng Huy, hay những cái đài lỗi lạc của Việt Nam đi, họ cũng không bao giờ họ dùng cái chữ gọi là tận thế nữa. Chỉ có cái đài Thiên Đình này mới nói là tận thế. Rồi từ đó họ không bao giờ họ nghĩ là có những cái chuyện mà xảy ra ngoài cái sự tưởng tượng khoa học. Đâu phải khoa học là trúng. Nếu khoa học mà trúng hết thì ông David ông nói mấy thằng khỉ là người là trúng rồi. Tại sao biết bao nhiêu triệu người bác sĩ PhD học về ông David đó, bây giờ trước quốc ông Galilei cũng bị chém đầu, ông nói trái đất tròn, còn Chúa Kinh Thánh mà bên của nó nói trái đất vuông. Hôm nay làm sao mà cái chuyện mà vụ mang sắc phàm lại là không tin chứ. Nhưng mà người Việt Nam mình nó mâu thuẫn. Người Việt Nam không bao giờ tăng bốc hay là thương người Việt Nam, mà lúc nào cũng ganh tị trước và dìm pha trước. Hễ một cái ông thầy Tây Tạng, ông mặc áo Tây Tạng rồi ông nói ông tái sanh thôi, là cả đống bà Phật tử ở ngoài phi trường á, đại đến nỗi mà mấy thằng Mỹ cũng phải né cả trăm bà lại tái sanh thôi. Con thấy tức cười không? Thì dĩ nhiên thần hồn có cái nó chuyển thế từ xác này qua xác kia, nhưng mà tại sao người Việt Nam mình cũng chuyển thế, cũng mang từ thân người này qua thân người nọ. Còn người Hoa đó, họ nghĩ là nước Tàu là lớn. Tại sao thiên tử không đầu thai thành nước Tàu mà qua nước Việt Nam nhỏ xíu? Họ cứ chấp theo cái mặt đời vậy đó. Vậy chứ hồi xưa Đức Thầy là ông Khương Tử Nha từ ở bên Tàu, sao bây giờ Đức Thầy lại thành ra ngài Huỳnh Phú Sổ vậy? Hồi xưa Sư Phụ là cũng là bên Tàu, là Châu Văn Dương hôm nay cũng thành Kiệt Ngô vậy. Tại vì trong kinh có nói là cái phong thủy của trái đất á, nó từ bên Ai Cập đến một cái thời đại bao nhiêu nghìn năm á, nó sẽ thay đổi. Bây giờ bển thành sa mạc không, đúng không? Rồi nó chuyển qua Âu Châu, phải không? Rồi nó chuyển qua Ấn Độ, rồi nó chuyển qua Tàu. Bây giờ phong thủy của cái đất cũng như con người mình, nó có thành trụ hoại diệt. Thì hôm nay Phật dồn về Nam, đó là trong kinh Đức Thầy có nói. Ngày xưa Phật ở bên Tàu, bây giờ Phật đã chuyển lần về Nam. Đúng, ngày xưa Phật ở bên Tàu, hôm nay Phật đã chuyển dần về Nam. Thì sư phụ mang thân người Việt Nam, mà khi mang thân người Việt Nam làm những chuyện lợi ích cho người Việt Nam, thì lại người cùng tiếng nói với mình ăn hiếp mình. Chứ sư phụ mà như cái thằng bé Ấn Độ thôi, trời ơi, cả thế giới bây giờ là chắc gì lúc đó mấy con mất phước dễ ngồi được vậy. Bận quá, đúng không? Thôi kệ gì cũng được. Rồi cũng vui đó. Đây rồi, thằng bé Ấn Độ nó có khỉ gì đâu. Vậy mà, hoặc là những nhà tiên tri của Mỹ có khỉ gì đâu, vậy mà lưa lên trời. Còn người Việt Nam mình trước tiên á, nó thằng này ảo à, khùng á. Mà trúng á thì họ nín thinh, mà chặt á là họ moi ra. Nội dụng Trump á, mình nói á là ổng có thế lực, nhưng mà lúc cơ trời á, uyển chuyển. Khi mà mình khấn ở nhang á, cha uyển chuyển. Sau này thì mới biết cái lý do mà ông Trump ổng phải delay lại, ổng phải back up lại một bước để mà tiến ba bước á. Là vì lúc đó nước Mỹ nó có cái nghiệp của nó rất là nặng. Cái nghiệp giữa người Mỹ đen với người da trắng là cái nước này sẽ chia đôi. Hồi xưa mà mẫu của châu Mỹ đó là bà nữ thần tự do đó, bữa mà có đứng đây nè, rồi lâu ngày cái đây năm 2016-17, mẹ của châu Mỹ ngồi nói chuyện với sư phụ. Mẹ có nói, mẹ nói là nước Mỹ sau này á cũng có cái nghiệp nặng là giữa đen với trắng chia đôi đất nước. Có nghĩa là giống như dân chủ á, thì nó đẻ nhiều quá, Mỹ đen đẻ nhiều quá, Mễ nhiều quá, nó cứ nhắm mắt nó bầu thôi, nó không có biết cái chuyện gì quan trọng hơn, đúng không? Rồi, nhưng mà con á là phải gắng khấn, tức là mẹ cho Mỹ nói kiệt gì đó thì lúc đó Kiệt mới khấn thôi, đừng có chia đất nước Mỹ này ra đôi nha. Tuy là mang thân người Việt Nam nhưng mà phụ xuống trái đất này là lo trái đất, chứ không phải lo cho nước Việt Nam. Cũng không phải là người sanh ở miền Tây là lo cho miền Tây, không phải là Thiên Long Sơn, cũng không phải núi Cấm. Tức là một cái sức mệnh của cái quả địa cầu thì phải khấn điều hết vậy đó. Thì lúc đó mẹ châu Mỹ mới khấn, thì Kiệt mới khấn bao nhiêu lần đặt sớ khấn đều thấu ở trên hết. Thì từ đó nước Mỹ hôm nay mới không có vụ là Black Lives Matter, mới không vụ chia đôi. Chứ còn bây giờ ông Trump mà lên liên tục, mà ông Biden là dĩ nhiên ăn cắp lá phiếu so obvious là ai cũng biết rồi. Mà nếu mà ông Biden hôm nay á, mà bị impeach, tức là bị hạch tội, rồi thêm Hunter Biden sắp sửa ra tòa nữa, không? Thì con nghĩ thử, hoặc là kêu mà khám sức khỏe không có đủ sức khỏe, thì ai sẽ trở lại tổng thống, ai sẽ làm tổng thống? Ở trên mấy vị nói đâu phải Trump, trời ông nội mãi ở trên nói là ông Biden nothing, có thể ở trên bề trên lấy xuống 30 giây. Nhưng mà các bà Kamala Harris sẽ lên làm tổng thống. Người Mỹ nó biết trước hết, người Mỹ khôn hơn người mình, đúng không? Thì con có tưởng tượng quân đội, Bộ Quốc phòng Mỹ, Pentagon có đồng ý một cái người Ấn Độ mà mà không có tài gì hết mà lên làm tổng thống là tổng quyền lực không? Dễ gì nó chịu. Cả Mỹ đen nó không chịu, Mỹ nó cũng không chịu nữa. Không có ai mà chịu, cả mình cũng không chịu nữa. Thà ok, Mỹ mình ở đây mình qua ăn nhờ ở đậu. Chứ phụ ăn nhờ ở đậu mấy chục năm nuôi xác phàm tới ngày hôm nay. Ở đó mẹ bắt cái phụ đi qua đây để mà đừng có bị nhiễm nước Việt, và để mà chờ một ngày về để mà lập lại một cái nước Việt mới. Thì mình mới ngồi đây, thì mình mang ơn của nước này, thì mình phải khấn cho nước này. Phụ khấn biết bao nhiêu chuyện động trời cho cái nước Mỹ này á. Nếu mà hôm nay mà ông Biden mà xuống chức, trời ơi là cả nước Mỹ này á nổi loạn á. Thì nó có những cái đó. Nhưng mà cuối cùng bây giờ nội mà ông Biden ông hứa cho sinh viên không có trả tiền học trường học á, nó láo rồi phải không? Rồi bây giờ mễ men nó cũng biết là nó bị lợi dụng cái lá phiếu á, cho nên hình như tháng này nó mở cổng xả láng cho người bên kia qua đó. Rồi ai là người nuôi? Chúng ta là người đóng thế, là người nuôi á, có biết không? Một năm á, Phụ đóng thế khủng khiếp. Mà mình không có nói số trên này á, mà Phụ có thể tiền thuế mà nếu mà tính ra ok, mỗi nhà qua phe ngàn đô người á, Phụ nuôi mỗi một năm á, Phụ nuôi cả 100.000 người á. Mà trong khi hồi đó Việt Nam tị nạn qua đây đâu có bao nhiêu đâu, nói một năm thôi mà cả 100.000 người, lấy tiền thuế của một người này nuôi á. Hồi đó Phụ qua Mỹ 12-13 tuổi, học high school, vừa hết high school đúng 18 tuổi nó cúp, trời, đi bán McDonald's, đi ngủ ngoài công viên ở quanh My Square Park, rồi đói khổ, nó đâu có khe mình. Ngon người tính lại ok, mỗi tháng hồi xưa tụi mày cho tao nhiêu ta, 220 cộng với mấy cái miếng mấy cái phiếu mà ở trong trường gọi là freelance á, tức là mình con mồ côi mà, tính không có tới đầy, bữa hổm tính không có tới 16.000 nữa mà của thời từ mới qua Mỹ mà đến đúng 18 tuổi á. Hôm nay Sư Phụ trả cho nó hả, dư vốn dư lời dư khủng khiếp luôn, lời dễ sợ lời luôn. Hôm nay còn phải nuôi thêm mấy thằng hoa lậu nữa, tại năm nay tiền thuế nó tăng lên. Hồi xưa cái bracket thuế của mình thời ông Trump nó thấp đúng không, nên làm nhiêu giờ thuế nó ăn hết trơn luôn. Ví dụ thế mình làm mình lợi 5 triệu, trừ rồi cái lấy lại là đóng 45% là đóng 2 triệu mấy rồi. Cái thêm món đó là corporation đúng không, thì thêm với cá nhân nữa, đóng thêm từ 2 triệu mấy đóng thêm một cái nữa, còn có 1 triệu à. Cái nghe là đầu tiên là 5 triệu, cuối cùng vô túi mình còn có 1 triệu. 1 triệu đó chưa tính nha, cái con đi mua đồ ăn, cái con bị đóng thuế ngoài tiệm ăn nữa. Khi mà nó vô cái bụng mình á, không còn có mấy trăm ngàn à. Có hiểu đó không? Mà trong khi mà là mình phải có lời, còn huống chi bây giờ kinh tế là sụp sệ, là không có lời là không nói. Vì Đà Phật ở cái xứ Mỹ này. Ủa mình nói chuyện gì cái lạc qua chuyện thế ta. Sư phụ có giờ vô trong ngồi mát. À, được rồi, có vườn hoa này, có cái nón ở đâu gì đâu là. Trong này còn chỗ đậu mà. Ai bỏ cái bảng này chi vậy, để cho ta đậu thêm mấy chiếc nữa được. Những ngày kế tiếp nước Việt Nam sẽ có nạn đói. Đói thì chết đói. Mà giờ ta chưa thấy ha. Sắp tới chứ sư phụ. Trong sắp rồi đó. Quê xa thì có lai. Ông đó là nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như theo Sư Phụ đón mấy gì có nói, nhưng mà Phụ đón là những cái người quá nghèo á, họ sống nhà trọ, họ bán vé số, họ đâu có cái lưu mà để mà chứa gạo nhiều đâu, đó là ăn mấy ngày đê bài đê là dữ rồi. Người đồ súc là có chiến tranh. Chiến tranh là những cái đường hàng không vô. Con nên nhớ một Việt kiều mình đi về mình xả nhất cũng 10.000 tới 20.000 đô. Là mình nuôi được khoảng 1-200 người như chơi á, trong cái số tiền mà ăn xài trong cái chuyến đi thăm gia đình đúng không? Giờ con đi về quê con làm bất chuyện gì, con mua cái gì. Ví dụ giờ con đãi buổi tiệc với bạn bè thì cái người bán bánh mì hay người bán cọng rau đó người ta cũng vui nữa, tại ta bán được cho người Việt kiều, người ta cũng nuôi sống được một gia đình hiểu không? Mà bây giờ Việt kiều ở bên này không, thì cho nên ai cũng đói. Thì khi chiến tranh xảy ra đó, không có người nào mà đi vô đi ra nước Việt, huống hồ chi mấy cái hãng hàng không á, nó đâu có mở cửa đâu mà bay. Thì chưa tính nữa, dầu quả Việt Nam đâu có dự trữ nhiều mà ngày nào cũng nhập cảng, tính ngày nào ra ngày đó. Lỡ mà không có xăng, cái xăng nó lên giá thì nóc nhà người ta mua đâu có nổi. Nó nhiều chuyện lắm á, đừng có coi thường. Đậu trong hết đi, cho vô trong luôn đi. Ở trong đó còn chỗ trống quá trời kìa, không cho vô. Nhân tài nào như ta, thế hả? Ừ. Ở ngàn lần thầy Ngân, con cầm này con quay này đi thụ đó. Cái này vô bộ làm cái clip à, kế tiếp. Mình quay clip mà trời, về nhà khỏi phải làm. Để dành thì giờ cho sư mẫu. Chứ làm cái clip bên nhà cũng phải set up. Ở đây nè, đây nè. Vô đây ngồi cho mát nè. Cô Tiên sắp sửa thành tiên rồi. Đặt xuống, muốn đứng quay cũng được. Mai còn mình bắt cấp thêm cái thì lúc nó có những cái view khác không? Yeah. Rồi đây nè, ngồi gần đám mày nè. Cái ghế này ngồi được không? Rồi mấy con lo đi. Có đồ ăn gì đó mời, để tưởng lâu ngày không gặp. Bún là dễ mang ra. À. Có bánh. Bánh hả? Ở trong đó không có gì mang ra. Bún gì đó. Mừng quá hả? Hả? Lên được tới đây mừng quá. Nó ông Nhan đi. Dạ, giờ em đi lên chợ này. Tự nhiên đi. Đi lên đó được không? Phải được. Gán là gán đi. Lần theo cái tay cầm á. Gán lên đúng Nhan cha mẹ. Dạ. Gì xuống rồi xong rồi xuống lên chơi. Dạ. Phải có người giúp á. Dạ để chờ thằng nhỏ nó ra cho. Ông này cũng hay trả lời câu hay phải được. Dạ. Quyết tâm à, lại cha mẹ đi. Có nhiều nghiệp xả cho dạ, hả? Có lên điện mẹ ở bên nước Cảnh. Có hả? Dạ, lên luôn tới chảnh luôn. Điện Thái Thần Thiên đó hả? Dạ, Điện Thái Thần Thiên. Wow. Thái Thần Thiên thì ở đây mới là gốc nè. Dạ. Đây mới linh thiên. Bữa nay hột chua vô cái đám bông mà nó không có nhảy mũi là mình cũng hay á ha. Trong đầu cổ dính bông, bông phấn, bông hoa. Sao đây Tử? Từng nào cũng vậy. Lên đây là bây giờ mình sẽ mặc trên núi thì nó vui hơn. Tại cái mùa này bông hoa đẹp nè, trong lành. Điện Mi Thao á, khi nào trời lạnh đồ á, mình chui vô đó. Hoặc là nó quá nóng á, mình vô đó mình mở máy lạnh. Sẽ chở nhưng mà tùy theo ngày. Thường bây giờ thì cứ lên núi đi. Nhưng mà phải tâm như á, tâm như sẽ biết là đi đâu. Lên Điện Mi Thao hay ở đây. Chồng con á, ổng bữa nay đó, ổng cho con hỏi, ổng cho lên đây nè, cái ổng hỏi con đeo này gì vậy? Con nói là thỉnh của sư phụ ở trên đây á, về đạo Phật á. Không hết, ổng bớt nhiều, đỡ ít nói. Ổng có cự không? Không, không có cự. Sư nhự, sư phụ nhớ con phải không? Không nhớ. Không có tự nữa. Ca thì dở mà thích ca. Ai mà không nhớ. Buông theo từ từ tiến lên hay vậy? Hết dở. Con để ý cái cọng dây nè sư phụ. Xã con để ý cọng dây, không hỏi này đâu rồi. Nó thỉnh ở trên núi Thiên Long Sơn. Làm gì làm, giữ hạnh phúc thì ổng không có quậy. Còn con mừng lắm rồi, con mừng thật mừng luôn á. Này không ít đỡ nhiều lắm rồi. Chúng ta làm gì làm, cái qua trên đời này, thế gian này không có gì quan trọng nhất là chuyện sanh tử của chúng ta. Dầu cho một con người lì lợm cứng đầu cỡ nào đi nữa cũng sẽ không chống chọi với một cái tuổi già khi mà mang bệnh tật. Cho nên sanh tử, cái thằng hồn nó chuyển kiếp đi về đâu mới là một cái điều quan trọng nhất, hơn tất cả những cái quan trọng mà hàng ngày trong gia đình, trong việc làm. Cho nên phải nhớ chuyện sanh tử. Má lên ha. Dạ, con đi đóng má. Hôm nay sư phụ thấy đệ tử này phụ rất là vui. Dạ. Tại bữa giờ cũng lo. Dạ. Tại sư phụ không có ra Điện Mi Thao, nó không có tiện lợi á. Dạ. Tại đó lên nó dễ. Nhưng mà về sự an ninh gần đây á, cái gì kêu là bớt bớt tập chỗ đó. Mình ở đây trên núi mình cũng mấy cái bụng rồi ha, mấy cái bánh cũng tới gần anh nó mới bluetooth cho mới nói chuyện được, để im im vậy, kéo cao lên. Đây này, nhấc nhiều quá, dở cao lên. Cây này nó án cái camera phía sau á sư phụ, nó án cái camera. Rồi. Nó án cái camera. Cái mình không có quay cái camera được. Tại cục này có con máng nhỏ nặng á, nó còn pin mà. Không, cái này này sư phụ. Nó không có thấy được khi mà con nhấn chuyển qua. À mà không cần, không cần. Mặt màu này nó còn pin, chạy nó đi im vậy. Nó chút xíu. Lâu lâu về thăm núi thanh tịnh quá ha. Dạ. Đẹp quá ha. Dạ. Bài Kính Thiên của ông Ca rất là hay á đệ tử. Dạ, cảm ơn. Không phải bỏ lên nhưng mà nó không có, nó phải là karaoke á. Dạ con bỏ lên rồi. Bỏ rồi hồi nào? Bỏ lên YouTube hồi tối, giờ con bỏ lên hai bài Công Nam Công Cảnh. Gửi cái link vô đó thử. Dạ. À, thử coi tập đồ ca, nó cũng hơi khó. Đây cái bông tím nó nhìn thấy đẹp quá ha. Thôi con đừng đem ra nó nhiều, nó vô viên kỳ lắm. Sư phụ cho con hỏi cái này, khoảng chừng 2 năm nay đó, cái đầu con tự nhiên nói là phải đi theo sư phụ ấy. Về Việt Nam mà con hỏi ủa đi theo sư phụ về làm cái gì, rồi con nói đi Việt Nam, rồi như là cũng như là bảo con là phải về Việt Nam xong rồi đi tu luôn. Ông nói với con chứ mong muốn anh theo sư phụ về rồi hai mẹ con ở đây đi. Rồi cứ vài tháng anh về thăm lần, con nói trời vậy sao được. Tự bản tiên nữ nhiều ha đúng không? Không, ông nói là mới. Không, ông nói muốn đi đâu. Không biết có bị khùng hay không. Bản nhiều tiên nữ quá. Không, ông nói muốn đi đâu với sư phụ. Tiên không có mà yêu nữ thì có. Con nên nhớ yêu nữ là ở tầng Atula. Nó rất là đẹp. Nên nó đầu thai xuống nó cũng nó đẹp nhưng mà nó dữ lắm. Atula nó, gái Atula đẹp, đàn ông Atula thì nửa người nửa thú, đầu thì người, em thân mình nó là thú. Vợ con cũng dữ quá trời dữ luôn rồi chú. Nhưng mà nếu mà làm đúng những lời thụ dạy nó đâu dữ. Dạ, giờ bắt đầu rồi. Đúng không? Con có làm đúng 100% bổn phận người vợ không? Dạ con, hôm nay con đầm tính rồi sư phụ. Đầm tính nè, ngồi thiền giữ giới 12 đọc kinh nha. Dạ có. Rồi mỗi tuần con phải đi tốn chừng vài chục mua bộ đồ Victory Secret về biểu diễn. Đó, thấy nó như mà ai vậy đi lên trên mạng nó kiếp không vậy, con nhà con phải biểu diễn. Gia đình hạnh phúc là quan trọng không? Ông con nghe lời sư phụ con ngồi thiền giờ này con hiền rồi. Ừ, ráng đi. Dạ. Dễ ợt. Con đầm tính thẳng luôn. Khoai nữa nữa. Ở Thằng Long đây. Ở dưới đo cái kia thôi. Ờ vậy hả? Dạ. Đo hả? Dạ, đo với đẩy vô tìm Trinh ra. Anh Long với Hiếu. Hiếu? Hiếu với Long. Hiếu nào ta? Hiếu ơi, cầm cái máy này đi quay hết bông vòng vòng quay vào đó. Cái mùa này đang lên cứ quay cầm quay vòng vòng rồi nó mang lại. Có cái bông vàng mấy bông trắng mà nó giống như bông sen vậy đó. Là đây nè, 4 cây bự này nè, nhưng mà giờ nó chưa có mọc ra. Chỉ thôi, tao lấy cái điện thoại ra luôn. đừng có đụng tới cái này nha, đụng tới cắt. sự họ, những cái tín dụng cao đó, họ có cái vision, họ biết. Biết sư phụ là người sẽ cái niệm em cho họ đập đầu vô mà khi mà có chuyện. Rồi con ca các bạn đi. Dạ. Đây nè, chàng chốt ngang hoàng à. Hello, 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 hello. Bấm cái bảng này cho ca. Kính chiêng ca bài Kính Thiền chưa? Đừng rồi. Nó không ra tiếng hả? Dạ, nó không bấm đây. À. Okay. Ngăn cầm như phụ không? Chánh đạo Thiên Tâm cứu đời, ấy là ơn phước Phật trời ban cho Thái Tử là người lập ra. Đây là chánh đạo công tạng luôn luôn tu niệm Di Đà Quán Âm. Theo đúng Thiên Tâm Phật trời là chánh, còn thiên đạo đạo thế gian này lắm lao đao ta giao xuất hiện phong trào tu tâm lâm người tình tương sai lầm phá phật thế gian chìm đắm u mê cho nên Thượng Đế ra mở ra thiên tâm đạo này thứ ma vậy thì thái tử nghiên ta từ đây làm giáo chủ phải oai phong thái thượng không mê theo xác phạm trần tu sâu cho xứng với Thượng Hoa. Cảm ơn sư phụ. Phát bài hát này kính dâng lên sư phụ.